Minasan konnichiwa. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh tiếng Nhật Cô Lam. Các bạn đang theo dõi video clip số 3 trong chuỗi các video clip dạy tiếng Nhật theo giáo trình sơ cấp Minano Nihongo. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi học nốt phần nữa của bảng chữ cái Hiragana. Là sau video này chúng ta sẽ đọc được tất cả các từ vựng viết bằng Hiragana đấy. Cùng đi vào tìm hiểu bài học hôm nay nhé. Như đã dặn ở video clip trước là yêu cầu các bạn làm sao thì chúng ta phải học thuộc hết 46 chữ cái thuộc bảng Hiragana cộng phần âm đục, âm ghép của nó thì mới nên xem video này nha. Bởi vì chỉ như vậy thì mới xem video có hiệu quả nhất được. Nhớ nha, nếu bạn chưa học thuộc thì học thuộc đã rồi hẳn xem video này ạ. Bạn hiểu cơ bản là gì? Là sau khi học trong bảng chữ, ví dụ ngày xưa chúng ta học xong vờ cờ giờ đầu thì chúng ta cũng phải học đánh vần đúng không? Học ghép chữ vào thì tiếng Nhật cũng như vậy. Và nội dung video này sẽ đi từ dễ đến khó cùng các phần như sau. Phần 1 chúng ta sẽ cùng nhau đi vào các cái cách ghép chữ cơ bản. Phần 2 đó là cách ghép chữ ừn tức là chữ N. Phần 3 là âm ngắt. Phần 4 trường âm và cuối cùng là âm ghép. Phần 1, thế nào là ghép chữ cơ bản nhỉ? Chúng ta cùng nghe mình phát âm các từ sau đây nha. Taco, taco. Sakana, sakana. Usagi, usagi. Niwatori, niwatori. À, các bạn để ý nào, chúng ta học thuộc chữ rồi và đọc chữ rồi đúng không? Chúng ta nhìn này, các từ này đều có gì đặc biệt không ạ? Ở đây chúng ta có vốn ý, thì tiếng Nhật chỉ có 5 nguyên âm thôi, còn nó đã là phụ âm rồi. Như tiếng Việt thì là học A rồi ghép với cả gì? H là H, A, ha. Còn tiếng Nhật đã có chữ ha luôn rồi. Vậy nếu là phụ âm ghép phụ âm với nhau thông thường như thế này, chúng ta cứ đọc bình thường thôi. Nhìn đọc lại này. Taco, taco. Sakana, sakana. Usagi, usagi. Niwatori, niwatori. Đó, các bạn có thấy dễ đọc không ạ? Cứ thế là ghép vào thôi. Tất nhiên nó sẽ có những cái trọng âm cao thấp lên xuống. Nhưng mà bây giờ những cái từ này mình cho các bạn những từ đọc thông thường. Chúng ta đi từ dễ đến khó mà. Vậy các bạn thử đọc cho mình các từ sau đây nhé. Nào, thử xem con mèo tiếng Nhật đọc như nào. Các bạn tự đọc như nào. Chúng ta có là gì đây ạ? À, gì nhỉ? Neko, neko. Thế mà đọc thôi, chữ lê và chữ cô đọc liền thành neko, neko. Thế còn con chuột sẽ đọc như nào nhỉ các bạn ơi? À, chúng ta tự đọc được rồi đúng không ạ? Là nezumi, nezumi. Trừ khi bạn nó quên chữ thôi, chứ còn nếu bạn đã thuộc thì chắc chắn sẽ đọc được ngay rồi. Nezumi. Cùng đọc tên con cá heo trong tiếng Nhật là iruka, iruka. Chúng ta tăng lên thành 4 chữ đi. À, 4 chữ thì kệ 4 chữ thôi đúng không ạ? Chúng ta cứ đọc bình thường, đọc liền với nó thành là gì? Con gấu bắc cực này nhỉ? À, là Chirokuma, Chirokuma. Đó, về cơ bản thì tiếng Nhật rất là dễ đọc đúng không? Chúng ta cứ ghép chữ vào nhau thôi. Tất nhiên là có những phần đặc biệt chúng ta sẽ tìm hiểu sau, nhưng cơ bản là như vậy. Chỉ có cái khó trong tiếng Nhật, và để nói hay tiếng Nhật, nói chuẩn tiếng Nhật ý, thì nó chỉ có khó cái phần là đánh trọng âm thôi. Giống như cần học tiếng Anh đánh trọng âm đúng không? Tiếng Nhật cũng vậy. Các cái này thì là như thế nào chúng ta cùng tìm hiểu hình sau đây nha. Chúng ta có hai chữ gì, cả hai bên đều là hai chữ gì đây? À, là chữ A và chữ M đúng không? Đọc được hết rồi, A và M. Thế nhưng mà nó sẽ có thành hai nghĩa khác nhau. Như hình mà chúng ta thấy đầu tiên sẽ là gì ạ? Hình là nghĩa là cái kẹo với chữ Hán như vậy. Và bên phải là hình là gì ạ? Nghĩa là mưa với chữ Hán như thế kia. Như ở video số 1 mình đã nói qua là gì? Kanji giúp phân biệt rõ các từ đồng âm nhưng mà khác nghĩa. Thế ngoài ra nếu khi không có kanji thì sao ạ? Người Nhật cũng sẽ có những cái cách đánh trọng âm khác nhau để phân biệt nghĩa của chúng. Cụ thể, khi mà chúng ta hiểu nghĩa là kẹo thì sẽ đọc là ame, ame. Còn nếu đọc là ame, ame thì sẽ hiểu nghĩa là mưa. Ame, kẹo, ame, mưa.
Tương tự với hai chữ bên này là gì đây? À, đều là chữ Hà và chữ Chi đúng không? Một phần nếu là chữ Hán như thế kia thì sẽ có nghĩa là cái đũa, còn bên phải sẽ có nghĩa là cây cầu. Còn về phần phát âm thì người dẫn đánh như sau để phân biệt. Khi nói Hachi, Hachi sẽ hiểu là cái đũa, còn nói Hachi, Hachi sẽ hiểu là cây cầu. Nên nhớ tiếng Nhật là ngôn ngữ có trọng âm cao thấp, đôi khi người ta sẽ phân biệt một vài từ đồng nghĩa bởi trọng âm. Nghe người Nhật nói cũng như là nghe chim hót đấy ạ. Tất nhiên họ sẽ không đánh dấu vạch dấu nguyền như ở Việt Nam mình, nhưng mà cách phát âm thì tương tự như vậy. Tuy nhiên ý, có một chút khó là đôi khi cái phần trọng âm lại đánh khác nhau giữa một vài địa phương. Ví dụ ở nơi này thì đánh trọng âm từ này, nhưng nơi khác lại như kiểu khác, giống như Việt Nam mình giữa miền Bắc Việt Nam ấy ạ. Thì chúng ta cũng sẽ phải chú ý. Thực ra thì phần trọng âm này sẽ rất là khó và gần như là nghe cho quen và học theo từ vựng là chính thôi. Cho nên khi các bạn học từ vựng ấy, chúng ta học lần lượt đúng không? Chúng ta học ví dụ dạy chúng ta là cái bàn là gì thì mới biết, thì sau đó thì chúng ta cứ nghe chuẩn lần một, đọc chuẩn lần một, thì sau đó từ đó về sau chúng ta sẽ mãi luôn chuẩn được từ. Tức là cái lúc mà chúng ta học từ vựng thì chắc chắn phải gì ạ? Tập nghe theo phát âm của người Nhật cho thật chuẩn nha. Vừa rồi chúng ta đã tìm hiểu cái ghép chữ cơ bản nhất chính là cứ phụ âm liền nhau, ghép liền với nhau thôi. Bây giờ cùng thử xem tình huống sau đây thì đọc như thế nào nha. Chúng ta có như vừa học thì A và M đứng lên nhau thì sẽ đọc là Ame đúng không? Tất nhiên sẽ chia hai nghĩa là kẹo hay là mưa. Bây giờ không xét cái đó nữa, nhưng bây giờ chúng ta nhìn từ này thì sao nhỉ? À gì đây ạ? À, chữ A và chữ Y. Ở trên A và M đọc A mẹ, A mẹ, A mẹ. Thế còn chữ này có đọc là A Y không? Chữ A và chữ Y tiếng Việt mình mà đứng liền nhau như vậy thì có đọc là A Y không hay đọc là gì nhỉ? À, tiếng Việt mình đọc là ai, nối liền đúng không ạ? Ai. Thế tiếng Nhật thì sao? À, bật mí một bí mật là tiếng Nhật cũng đọc như vậy, tức là không đọc là A Y mà sẽ đọc là ai nha, ai. Tương tự chúng ta có ba chữ C, ma và y có đọc là C ma y không? À không, mà sẽ đọc là gì nhỉ? À, C mai, C mai. Tức là nếu có nguyên âm có thể nối được như nguyên âm y chẳng hạn thì chúng ta phải làm sao ạ? Nối vào với nhau nhé. Bây giờ các bạn cùng thử đọc các từ sau đây để luyện thêm một phần này nào. Từ này đọc là gì? Có đọc là takai không? Mà đọc là takai, takai. Từ này thì là gì nhỉ? Đọc lên nào. Nemui, nemui. Chữ này thì là tăng dần tốc độ lên cho mình nhá. Osoi, osoi. Chữ này thì karui, karui. Tiếp tục nào, chúng ta có chữ này đọc là yasai à? À không, đọc là yasai, yasai. Và từ này đọc là gì nhỉ? Mainichi. À chỉ đọc như vậy nếu chẳng may vào trong bài hát thiếu gọi là nhịp phách, người ta sẽ đọc là mainichi đâu, còn đúng ra phải đọc là gì nhỉ? Mainichi, mainichi. Cùng mở rộng hơn nhé. Chúng ta có gì đây à? Tiếng Nhật có nối âm không? Bây giờ cùng nhìn chữ này này. Chúng ta có chữ này là gì đây? Ba chữ gì đây? Hi, mi và tsu đúng không? Hi mi tsu. Tsu ấy thì khi đứng cuối một cái từ vựng ấy thường đọc là chữ. Đọc lại từ này sẽ thành hi mi tsu. Hi mi tsu. Thì các bạn để ý này, chúng ta có chữ mi và chữ tờ của chữ chữ ấy có thể nối với nhau không? Nếu tiếng Việt mình sẽ đọc là mít đúng không? Khi đọc trong tiếng Nhật chúng ta đọc nhanh với nhau này, hi mi chữ, hi mi chữ, hi mi chữ, hi mi chữ. Nghe cảm giác gì ạ? Đánh dấu sắc vào chữ mít đúng không? Hi mi chữ, hi mi chữ. Thì đọc như vậy sẽ chính xác hơn, đọc là hi mi chữ, hi mi chữ mà là hi mi chữ, hi mi chữ nha. Khi đó sẽ nối âm lên một chút như vậy. Tương tự với từ sau đây, ba chữ này là ha ya cự đúng không? Thì khi đọc chúng ta đọc nhanh thành ha ya cự, ha ya cự, ha ya cự, ha ya cự. Cảm giác chữ ya và chữ ca giống như chữ cờ ấy thì nối vào nhau thành chữ giác đúng không? Ha ya cự, ha ya cự, ha ya cự. Nhưng không đọc quá rõ đâu nhé, chỉ đọc như vậy thôi. Himitsu, ha ya cự.
Vậy các bạn nhớ thêm một chút để chúng ta đọc cho chuẩn là gì, nếu như sau một cái gì ạ, chữ cái đấy là chữ chư hoặc chữ cư, thì khi chúng ta có thể nối âm lên bằng nguyên âm, nối lên được thì chúng ta sẽ đọc nhanh nối âm lên một chút. Cùng đọc thử thêm vài từ sau đây để hiểu rõ hơn phần vừa rồi nào. Từ đầu tiên chúng ta sẽ đọc là gì đây? Ba chữ này là ni mô chữ đúng không? Chúng ta sẽ đọc nhanh vào là ni mô chữ, ni mô chữ. Từ số 2 chúng ta không nên đọc là wa si chữ mà nên nối thành wa si chữ, wa si chữ. Tương tự với từ này chúng ta có đầu tiên là ra nối với y thành gì đã nhỉ? Rai đúng không? Rai ghê chữ, rai ghê chữ, rai ghê chữ. Vừa rồi là ba ví dụ là phía sau kết thúc bằng chữ chữ. Tiếp theo chữ cư nào. Chúng ta sẽ có từ này là gì nhỉ? Gai cô cử. Không đọc là gai cô cử bình thường mà là gai cô cử, gai cô cử. Hay đai gà cử, đai gà cử. Tương tự với chữ này là chô cử này, chô cử này, chô cử này. Thực ra thì bản chất là vẫn đọc bình thường, chẳng qua là chúng ta nối âm liền vào nhau thì cảm giác là gì ạ? Nó kéo theo âm cho nên là chúng ta sẽ đọc hơi nhấn dấu sắc vào những chữ như vậy thôi. Bây giờ cùng tìm hiểu phần 2 là cách ghép chữ ừn, tức là chữ n nhá. Để ý cho mình một điểm quan trọng là trong tiếng Việt mình ý, thì chữ n có thể đứng trước chữ cái khác như là chữ g hay chữ h tạo thành hàng ng và hàng nh đúng không? Tuy nhiên tiếng Nhật thì không có như vậy. Chữ ừn tức chữ n chỉ đứng sau một nguyên âm hoặc phụ âm khác mà thôi. Ví dụ chúng ta có từ sau đây là chữ gì đây? Chữ ha và chữ ừn thì là ok. Ha và ừn là han, han. Còn nếu mà viết ngược lại là ừn rồi đến ha, trước là không có chữ gì hết thì là sai nhá. Không có kiểu như là chữ ừn là chữ n rồi đến ha thành nha như tiếng Việt mình đâu, không có chữ nha như vậy nha. Chữ đấy không tồn tại trong tiếng Nhật. Nhớ nhá, chữ ừn chỉ đứng sau gì ạ? Một chữ cái khác chứ không đứng trước đâu nha. Cách gõ chữ ừn là như nào nhỉ? Chúng ta có khi gõ bàn phím máy tính hay là điện thoại ý, thì nếu bạn muốn gõ ra là cái chữ ừn của tiếng Nhật ý, thì bạn phải gõ hai lần chữ n. Còn nếu như bạn chỉ gõ một lần chữ n thì nó sẽ chỉ ra chữ n thôi. Cụ thể chúng ta sẽ có ví dụ sau. Muốn gõ ra chữ min ừn na này thì chúng ta sẽ phải gõ là chữ mi đánh cả chữ mi này cộng với gì đây? N, n rồi mới đến chữ na nhá. Tổng cộng phải là gì ạ? Mi n n rồi lại n của n ana ấy, chứ không phải là chỉ gõ mỗi hai lần thôi đâu nha. Mi n n n a. Còn nếu như mà chữ ừn đấy ở cuối từ vựng để nhảy sang từ khác rồi ý, chúng ta chỉ cần là gõ một lần chữ n rồi gõ dấu cách là sẽ ra. Ví dụ như chữ sau chữ gia chi ừn đúng không? Gia chi ý, thì nếu bạn muốn gõ thì bạn chỉ cần gõ là i a tức là gia này cộng với cả chi là chi này cộng với một lần chữ n và dấu cách là xong. Nói chung khi gõ thì cứ gõ một lúc là sẽ ra và quen tay thôi. Các cái này thì mình chỉ nói cho các bạn mà chưa gõ bao giờ thôi ạ. Về cách đọc chữ ừn này thì đa phần đều sẽ đọc giống như tiếng Việt mình là n bình thường, đọc giống chữ n. Ví dụ như là a với n là gì, an, mi với n là mini kiểu như vậy. Còn đôi khi vì là trong cái phản xạ đọc người Nhật, người ta sẽ biến âm đi để đọc cho nó dễ chịu hơn hoặc là nó đỡ nhịu hơn, thì người ta sẽ biến đuôi n thành một vài chữ khác như là m hay ng khi cộng với một vài hàng đặc biệt. Cụ thể chúng ta cùng đi tìm hiểu lần lượt nào. Đầu tiên là đi từ phần cơ bản, tức là đọc giống chữ n của Việt Nam mình. Vậy cùng nghe các từ sau xem có dễ đọc không nha. Kirin, kirin. Đen hoa, đen hoa. An dền, an dền. Các bạn nhìn này, chúng ta có đầu tiên là gì kia? Khi đi và ẩn thì đi n mà đúng không? N cũng đi là gì thôi? Đi của n là rin thôi. Hay như d của n là đen trong đêm qua và
chữ cuối cùng có cả hai chữ ẩn đọc bình thường là gì thôi. An là an, zn là zen, an zen. Và đến 90% các chữ ẩn đều đọc bình thường như vậy thôi nên chúng ta có thể đọc được tất cả các từ sau đây như thế nào nhỉ? À, đầu tiên là gì đây ạ? Chữ này đọc là ả. D ẩn chi đọc là đen chi, đen chi. Tiếp theo đọc là gì nhỉ? À, đọc là mô với ẩn là gì thôi? Môn đại, môn đại. Tiếp nữa là gì đây ạ? À, các nhìn, các nhìn. Chữ tiếp theo là gì nhỉ? Là tên kỳ, tên kỳ. Chữ tiếp theo đọc là gì ạ? À, chúng ta đọc là si với ẩn là gì thôi? Xin. Còn hai chữ sau nhớ cái vừa nãy chúng ta mới học là nối âm ý xe và chữ đọc là xe chữ. Xin xe chữ, xin xe chữ. Tiếp nữa là à gì nhỉ? Ăn này, ăn này. Chữ y có nghĩa là tiếp theo nhá. Gì đây nhỉ? À là zen in, zen in. Hai chữ ẩn đấy chăng nữa thì kệ, nó đọc bình thường thôi. Zen in. Tiếp tục nào. Kể cả hai chữ vẫn đọc bình thường là gì ạ? À là kin en, kin en. Và một chữ rất rất hay gặp trong tiếng Nhật, được người Nhật nói rất nhiều, chính là từ, đọc là gì từ này nhỉ? Sumimasen, sumimasen. Sumimasen nghĩa là xin lỗi. Người Nhật nói từ này nhiều kinh khủng khiếp luôn nha. À, chúng ta đọc lại lần nữa từ này nhé. Sumimasen, sumimasen, xin lỗi. Nhắc lại một lần nữa là về cơ bản thì 90% các chữ ẩn đều đọc là N bình thường thì chúng ta rất là dễ đọc vậy thôi. Chỉ có là một vài trường hợp sao đặc biệt này. Đầu tiên, chữ ẩn sẽ đọc lái sang hàng M, tức là đọc không đọc là ẩn nữa mà đọc là M, khi mà nó đứng trước các chữ cái thuộc một trong ba hàng là M, B, P. Nhưng không phải 100% trường hợp mà đôi khi thôi. Mình nhắc lại là bởi vì người Nhật cảm thấy là nếu như nói ừn thì nghe nó không hợp, không xuôi, không thuận miệng ấy, người ta biến thành chữ M. Không phải 100% là cứ đứng trước M, B, P thì đều là chữ ừn đâu, chuyển thành M đâu nha. Nhưng mà đa phần là như vậy. Ta cứ nhớ mẹo quy tắc này. Các bạn chưa hình dung làm đúng không? Chúng ta đi vào tìm hiểu cụ thể vào từ vựng sau đây nhé. Đầu tiên là chữ M, tức là chữ ừn đứng trước hàng M, thì chúng ta có vài từ ví dụ sau đây. Đầu tiên chúng ta có gì đây ạ? Chữ gư, chữ ừn và chữ ma đúng không? Thì đáng nghĩa như quy tắc nãy chúng ta học thì đọc là gân ma, đọc rất rõ là gân ma đúng không ạ? Tuy nhiên ý, người Nhật người ta lại đọc lái chữ này, bởi vì chữ ừn đứng trước hàng ma, đứng trước chữ cái ma nên người ta đọc thành gân ma, gân ma, tức là biến chữ ừn thành chữ m ấy ạ, gân ma, gân ma. Bạn cứ bật từ điển lên search, nghe kỹ sẽ thấy nó đọc thành âm M chứ không đọc thành N như chúng ta cũng tưởng tượng đâu. Gumma nha. Tương tự cho chữ này, vẫn có chữ ừng đứng trước chữ ma đúng không? Chúng ta sẽ không đọc là tên ma độ mà đọc thành tên ma độ, tên ma độ. Tên ma độ trong chữ cửa sổ trần. Tương tự, chúng ta lại có từ này đứng sau ừng vẫn là chữ gì đây? Ma. À, đa phần mình khi mình nghiên cứu lại kỹ tài liệu ấy thì chúng ta có là đa phần ý, cái hàng M này khi chữ ẩn đứng trước chữ ma thì mới chuyển sang M thôi. Còn các chữ khác thì nghe lai lái nó không rõ lắm. Còn khi đứng trước, tức là đứng sau ẩn là chữ ma thì luôn luôn biến chữ ẩn thành M gần như là như vậy. Chúng ta có đọc từ này cũng không đọc là xin mai mà đọc thành xin mai, xin mai. Xin mai có nghĩa là lính mới, người mới. Cũng quy tắc như vậy, nếu như sau chữ ẩn là các chữ cái thuộc hàng bờ, ba tìm bù bê bô ấy ạ. Chúng ta có ví dụ như từ sau đây. Từ này gồm những chữ gì nhỉ? À là si ẩn, bư ẩn đúng không? Chúng ta sẽ không đọc là xin bần, không đọc là xin bần mà người ta sẽ lái chữ ẩn thành chữ mờ thành là xin bần, xin bần. Hay như chữ gì kia, à, ga ẩn ba,
Ga ba này thì thuộc hàng bờ rồi đúng không, nên khi này người ta cũng không đọc là gan ba đự mà đọc là gam ba đự. Gam ba đự là một từ rất là hay ho trong tiếng Nhật, chính là cố gắng. Gam ba te kudasai, hãy cố gắng nhé. Gam ba đự không đọc là gan mà là gam, gam ba đự. À mẹo là cái chỗ này còn đọc thi thoảng chữ a lại nghe thành chữ á cơ, không đọc là gam mà đọc là gam, gam ba đự. Và chữ cuối cùng là một câu chào hỏi cực kỳ quen thuộc trong tiếng Nhật. À chúng ta cũng lại có chữ gì đây? Ba đằng sau chữ ừn đúng không? Và khi đó không đọc là con, côn mà là đọc là côm. Chào, côn băng ạ, côn băng ạ. Côn băng ạ nghĩa là chào buổi tối. À có bạn nào tinh ý để ý sẽ nói là gì? Ô cô ơi, cô giáo viên mà đọc sai chữ cuối cùng kìa, nó là chữ ha chứ. À đúng rồi, đúng là viết là chữ ha, nhưng tuy nhiên trường này sẽ đọc là qua nhá. Công văn ạ, nhớ kỹ. Công văn ạ, chào buổi tối. Công văn ạ. Và chữ ừn cũng bị biến thành m khi sau nó là chữ cái thuộc hàng p. P, ba, pi, pư, về, bộ. Ví dụ ở Việt Nam mình khi mà uống bia thì sẽ hô là 1, 2, 3, rộ, 2, 3, rộ, 2, 3, uống. Còn ở người Nhật hay là Hàn Quốc nghe phát âm nào giống nhau sẽ nói là Kanpai, Kanpai. Thì chữ này chúng ta có nhìn này, chữ ừn đứng trước chữ ba đúng không? Không đọc là can mà sẽ là Kanpai, Kanpai. Tương tự ta có chữ này không đọc là sampo mà sẽ đọc là sampo, sampo. Và từ này rất quen thuộc với cả học sinh, là dụng học tập rất là thân thuộc của chúng ta, đó là em pít chữ. Em pít chữ nghĩa là bút chì, không đọc là em mà là em nha. Và pi với chữ nối âm một chút, em pít chữ, em pít chữ. Nhắc lại một lần nữa, quy tắc này không đúng 100% với tất cả các từ. Đôi khi thôi thì nếu như chữ ừn là chữ n đứng trước một trong các chữ cái thuộc hàng m, b, p. Hàng m thì chủ yếu là đứng trước chữ ma, b và t, b và p thì nhiều hơn. Thì trường hợp đọc chúng ta sẽ không đọc là n mà sẽ chuyển thành m nha. Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu nốt một cái phần đặc biệt nữa của cái đọc chữ ừn là chuyển thành hàng n như thế nào nào. Đôi khi chữ N sẽ được đọc thành ng khi đứng trước hàng g hoặc k. Ví dụ chúng ta có chữ cái sau đây là chữ gì kia? À từ sau đây là từ r này, n này, go đúng không? Phiên âm thành dingo. Thì bạn nhìn thấy chữ n có ghép được với chữ g kia không? Là thành ring rồi đúng không ạ? Chúng ta sẽ đọc từ này thành dingo, dingo, dingo. Tương tự chữ này đọc như thế nào nhỉ? Đọc là không đọc rõ hẳn là ôn ga cự mà sẽ đọc lái thành ôn ga cự, ôn ga cự. Cũng không quá rõ chữ ngờ là ông đâu mà là ôn, ôn, ôn ga cự, ôn ga cự. Không chỉ đọc như vậy khi đứng trước hàng g mà cả hàng k nữa. Ví dụ chúng ta có từ sau đây, chúng ta thấy sau chữ ừn là chữ gì kia? Cô đúng không? Thế thì khi này không đọc quá rõ là ginkgo mà sẽ đọc là ginkgo, ginkgo. Tương tự ở từ vựng này chúng ta thấy có chữ ừn đứng trước chữ k thuộc hàng k đúng không? Không đọc là côn cai mà đọc là hơi lái thành côn cài, côn cài. Ngoài ra thì chữ ừn cũng sẽ đọc hơi lái thành ng khi nó là cái chữ cái đứng cuối cùng của cái từ vựng. Ví dụ chúng ta có từ sau đây, chữ gì đây ạ? Ni hô ừn đúng không? Không đọc là ni hôn, ni hôn, ni hôn không phải đúng không? Chúng ta sẽ đọc hơi lái chữ ng thành ni hôn, ni hôn, không phải ni hôn nhá, không quá rõ đâu mà là hơi lái thôi, ni hôn, ni hôn. Hay như là ví dụ chữ khác đi, chữ pông cũng vậy, không đọc là pôn mà đọc là pông. Có một điểm mà nhớ mẹo là cái chữ ừn này thường đọc thành ng khi mà cái hàng liền trước nó ấy là hàng là chữ a hoặc chữ o, tức hàng a hoặc o ấy thì thường nó sẽ đọc thành ng. Ví dụ như hàng a như sau này,
Chúng ta có gì đây? Di ca ẩn đúng không? Không đọc là di can, di càn đâu nhá, mà sẽ đọc là di cẩn, di cẩn, di cẩn. Thường trong những trường hợp như này thì chữ A sẽ đổi thành chữ Á, di cẩn. Hay như ca băng, ca băng. Và từ này sẽ đọc là sa ẩn, không đọc là xăm, mà đọc là mina sẵn, mina sẵn. Nhẩm qua lại nhá, về cơ bản thì chữ ừn sẽ đọc giống gì ạ? Chữ N của mình ta cứ ghép bình thường như vậy thôi. Còn đôi khi chữ N sẽ biến thành M khi đứng gì ạ? Trước một trong các chữ cái thuộc hàng M, B, P. Hoặc là gì đôi khi sẽ đọc là ng nếu đứng trước hàng G hoặc hàng K, hoặc đọc là ng lai lái thôi khi mà nó đứng gì ạ? Cuối của một cái từ vựng. Và thường là đứng sau gì ạ? Hàng O hoặc hàng A. Tuy nhiên về phần cách đọc chữ ừn này không khó đâu, và chúng ta vẫn lần lượt theo từ vựng mà học từ nào biết từ đấy, cho nên là chúng ta cũng không quá lo sợ đâu. Chúng ta cũng học chuẩn từ vựng từ đầu là chúng ta sẽ quen ngay ý mà, yên tâm nhá. Bây giờ chúng ta sẽ đi sang phần thứ 3, khó hơn một chút xíu, đó là phần âm ngắt. Cùng nhìn hình ảnh và nghe các từ vựng chứa âm ngắt sau đây. Ốt tộ, ốt tộ. Kịp bự, kịp bự. Giặt xị, giặt xị. Mình đọc lại nha. Ốt tộ, ốt tộ. Kịp bự, kịp bự. Giặt xị, giặt xị. Các bạn có tự nhận thấy điều gì lạ khi nhìn và nghe cái phát âm mình đọc ra không? Là gì nhỉ? Quan sát kỹ nào. Mình sẽ không gợi ý luôn đâu ạ. Chúng ta thử tư duy trước đã. Chúng ta thấy gì nhỉ? Có cái gì kỳ cục của kia nhỉ? Đầu tiên là chữ gì kia? À, chữ chữ hình như là viết bé đi thì phải này. Rồi gì nữa nhỉ? Ở phần phiên âm ấy, phiên âm thì lại thấy gì kia? Cấp đôi phụ âm liền sau đúng không? Còn nghe phát âm thì làm sao nhỉ? Nó cảm giác như là níu một cái hơi ở giữa các cái chữ đó ấy. À, bây giờ cùng đi tìm hiểu kỹ hơn với mình nhá. Trong tiếng Nhật, âm ngắt được gọi là súc âm, sokon, sokon. Âm ngắt được tạo thành bởi chữ chữ viết nhỏ. Nhắc lại, chữ chữ viết nhỏ. Các bạn nhìn hình này, chúng ta sẽ có bên trái là gì đây ạ? Chữ mi rồi đến chữ chư viết nhỏ ở giữa rồi đến chữ ca. Còn hình bên phải thì làm sao viết to ba chữ bằng nhau là mi chư ca đúng không? Khi đó hình bên phải mi chư ca đấy không phải là âm ngắt, còn hình bên trái chính là sokon, tức là âm ngắt trong tiếng Nhật. Bên trái sẽ đọc là mika, mika. Bên phải đọc bình thường là mizuka, mizuka. Vậy thì về phần đọc, chúng ta sẽ đọc ngắt âm ở cái chữ chư nhỏ đó. Ví dụ như sau. Otto kippu jatsi. Cùng tìm hiểu kỹ và sâu hơn nhá. Chúng ta quan sát hình cho mình như sau. Chúng ta có hình đầu tiên bên trái đấy. Chữ này là chữ gì đây thôi? O và chữ tô đúng không? Còn bên phải là âm ngắt. À, chúng ta chưa biết đọc thì kệ đi. Chúng ta có thấy là O âm ngắt và tô. Bên trái phiên âm bình thường chữ O và chữ tô viết ra thôi. O và tô. Còn bên phải phiên âm như nào kia? Chúng ta có chữ O này, xong lại thêm một chữ tờ nữa, rồi đến chữ tô đúng không? Và chữ O với tờ thì có nối được với nhau không nhở? À, nối được, đọc là ốt hoặc ột đúng không ạ? Chúng ta sẽ đọc là ột tộ, ột tộ. Ô tô, ô tô, ô tô, ô tô. Cách đọc khác nhau tất nhiên nghĩa sẽ khác nhau. Ô tô sẽ là âm thanh, còn ô tô, ô tô nghĩa là chồng tôi. Tương tự thêm một ví dụ nữa đi. Chúng ta có đầu tiên là chữ bư và chữ ca, còn ở kia là âm ghép. Phiên âm sẽ là bư cả và bực cả, bực cả. Nếu bư cả
nghĩa là gì đây ạ? Thuộc hạ cấp dưới. Thì bực cả sẽ là giá cả, vật giá. Quan sát cả hai ví dụ trên ở phần âm ngắt, chúng ta sẽ thấy cách gõ âm ngắt là ra sao đây nhỉ? Chúng ta sẽ gấp đôi phụ âm liền kề cái chữ dư nhỏ đó. Ví dụ trường hợp thứ nhất, chúng ta có từ ột tộ, đúng không? Ô âm ngắt và tô. Thì chúng ta thấy là gì? Liền kề sau chữ dư nhỏ là chữ tô, suy ra chúng ta sẽ gấp đôi phụ âm trước đó là gì? Tờ lên, đọc là ột tộ, gõ là ô, tờ tờ ô. Tương tự chữ bên phải đi ạ, bực cả, đúng không? Ta có là sau chữ chữ nhỏ là chữ ca lên, sẽ gấp đôi gì? Chữ ca lên, bực cả, bực cả. Ví dụ kỹ hơn để minh họa một lần nữa cách võ chữ cho các bạn chưa hiểu nhá. Đó là chữ này chẳng hạn đi. Chữ này, nào bây giờ sẽ gõ ra thế nào để ra được chữ này nhìn theo các bạn? Chúng ta sẽ gõ chữ N, Y thành Ni bình thường đã này, rồi dính chữ gì? Có chữ ki luôn không? Nếu thế thì đọc là niki. Ở đây là niki cơ, âm ngắt cơ, nên sẽ phải gõ như nào nhở? N, I cộng gì nhỉ? Sau chữ chữ nhỏ là chữ ki, tức là chữ ka, nên gấp đôi chữ ka lên thành N, I, K, K, I. Vậy tự các bạn gõ cho mình chữ này nào. Chữ gì đây ạ? Chúng ta có ki tê không, phải gấp đôi chữ gì nên nhỉ? Chữ tờ lên thành k i thành ki này, cộng với gì nhỉ? Tờ rồi mới đến tờ e t, đúng không ạ? Đọc là kít tệ, kít tệ. Có bạn lại tinh ý để ý là gì ạ? Chúng ta thấy mình đọc là lúc thì đánh dấu nặng, lúc thì đánh dấu sắc. Nikki này đánh dấu nặng, kít tệ lại đánh dấu gì ạ? Sắc lên, đúng không? Thì cái này cũng là phần đánh trọng âm của người Nhật, khá là khó để mà giải thích được khi nào thì nặng, khi nào thì sắc. Thì chỉ có chúng ta học theo từ vựng thôi. Còn bây giờ mới học thì mình sẽ hướng dẫn các bạn khi nào đọc nặng và sắc, thì các bạn cứ đọc theo thế là được nha. Cùng luyện âm ngắt bằng cách đọc cho mình các từ vựng sau đây nào. Gợi ý, ba chữ đầu tiên này đều đọc nặng xuống thôi. Vậy các bạn đọc cho mình được là gì đây nhỉ? Có đọc là ripa không? Không, đọc là gì ạ? Ripa, ripa. Cảm giác như các bạn làm sao nhỉ? Giữ một phát hơi. Ripa, ripa. Tương tự, chúng ta có chữ gì kia? Vẫn đọc nặng xuống nhá, sẽ là gì nhỉ? Nesin, nesin. Chữ S nhưng mà vẫn có thể đánh ngắt được. Nesin, nesin. Hay từ tiếp theo là gì đây? Con đọc được chưa ạ? Là bikkuri, bikkuri. Bây giờ không hiện phiên âm Latin nữa nhá, chúng ta phải tập đọc không có phiên âm cơ thì mới đọc chuẩn, mới đọc nhanh được, chứ còn cứ lệ thuộc vào phiên âm, cạn nhìn phiên âm thôi thì không ổn đâu. Đọc thử từ vựng sau đây nào. Gợi ý là cả hàng này cũng đều đọc nặng xuống nha. Xin đọc là gì nhỉ? Gấp đôi gì đây? Gấp đôi chữ gì ạ? Chữ có gấp đôi chữ S không? Không, mà là T nhá. Vậy đọc là gì nhỉ? Giặt chữ, giặt chữ. Chữ Y tiếp theo là gì đây? Là gấp đôi gì nhỉ? K đúng không? Vậy đọc là mịch cả, mịch cả. Thế còn chữ này có tự đọc được không các bạn? Gì nhỉ? Chúng ta có gấp đôi chữ P đúng không? Vậy si, si với P là gì? Sipai, sipai. Các cái phần nội dung hôm nay chúng ta chỉ đi vào tìm hiểu cách đọc thôi, nên mình sẽ không nói phần nghĩa để các bạn tập trung phần nghĩa nữa. Chúng ta tập trung phần đọc thôi nhé. Bây giờ hàng cuối là mình gợi ý hàng này là mình tìm những cái ví dụ mà nó đọc sắc lên, đọc cao lên, dấu sắc ấy. Nên các bạn thử đọc như chữ này xem sao nào. Chữ đầu tiên, chữ ki và chữ tô gấp đôi tờ, vậy là gì nhỉ? Đọc là kít tổ, kít tổ. Chữ tiếp theo, suy nghĩ và đọc nào, chúng ta có gì đây? Mình đọc này đúng không nhá? Asate. Có phải âm ngắt sau chữ A đâu, cô đọc thế đúng không? Mình có âm ngắt sau chữ sa cơ mà, vậy đọc là asate, asate. Chữ cuối cùng là gì nhỉ?
Đọc là, đầu tiên là chúng ta có chữ ừn đã. Chữ ừn là chúng ta đứng trước chữ bờ nên sẽ đọc là gan à, hay là gam à, gam nhá. Gambatte, 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 gambatte kudasai ne. Minasan gambatte kudasai, nghĩa là hãy cố gắng lên các bạn nhá. Gambatte. Về cơ bản thì các bạn đã hiểu nguyên tắc gì ạ? Đọc và phiên âm, tức là để gõ chữ được ông ngáp rồi chứ. À, ok, chúng ta nếu hiểu cơ bản rồi thì các bạn hãy luyện thêm. Còn bạn nào mà cảm giác là mình vẫn bị chưa hiểu lắm thì chúng ta hãy quay lại xem lại một lần nữa để hiểu hơn rồi đi tiếp nha. Bây giờ thì cùng mình đi tìm hiểu phần số 4 là về trường âm trong tiếng Nhật nào. Trường âm là thế nào nhỉ? Trường, các bạn có biết trường nghĩa là gì không? Trường thọ, trường tồn nghĩa là gì nhỉ? À, trường ở đây hiểu là dài. Cụ thể ra sao? Nghe từ mình hai từ sau đây này. Mình có hai từ sau đó là yuki, yuki và yuki, yuki. Nghe khác nhau không ạ? Đọc lại này. Yuki, 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 yuki. À, nếu như yuki là tuyết thì yuki sẽ là dũng khí. À, có dũng khí lắm thì chị mới dám tóm kẻ trộm thế kia kìa. Hay thêm một chút ví dụ nữa để cặn rút ra kết luận nha. Mình lại có một cặp từ là hoshi, hoshi và hoshi, 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 hoshi. À, nếu như hoshi có nghĩa là ngôi sao thì hoshi có nghĩa là muốn có, cặp vợ chồng đó muốn có một đứa bé, một đứa con. Nghe có khác nhau không nhỉ? Yuki, yuki, hoshi, hoshi. À, các bạn thấy rằng là gì? Ở các cái từ phía bên phải thì mình thường làm sao ngân ra một hơi nữa. Yuki, hoshi. Vậy chính cái ngân đó thì trong tiếng Nhật sẽ gọi đó là cho-on, tức là trường âm. Vậy trường âm hiểu đơn giản, dễ hiểu đó là gì nhỉ? Kéo dài thêm một âm so với gì ạ? Âm đơn. Ví dụ, ba là âm đơn thì ba, ba sẽ là trường âm. Hay như mẹ, mẹ là âm đơn thì mê, mê sẽ là trường âm. Vậy quy tắc tạo trường âm là thế nào nhỉ? Khi nào thì chúng ta sẽ kéo dài âm ra? À, rất đơn giản như sau đây. Chúng ta có nếu như sau hàng A, hàng A ví dụ như là ka, sa, ta, ma, ha, vân vân á, mà cộng với cả chữ A ở đằng sau đó thì sẽ tạo thành trường âm, tức trường âm của hàng A là cộng với cả A. Ví dụ, sau chữ gì đây nhỉ? Sa là chữ A, chúng ta không đọc là sa A mà sẽ đọc là gì? Sa, sa. Hay như gì kia? O, ba, a, san đúng không? Chúng ta không đọc như vậy mà đọc là o, ba, sẵn, o, ba, sẵn. Sa ẩn thì sẽ cuối là chữ ẩn nên sẽ đọc là sẵn nhá. Đọc lại này, o ba sẵn, o ba sẵn. Nhắc lại, trường âm của hàng A chính là cộng thêm chữ A. Tương tự, chúng ta có hàng Y thì sao nhỉ? Hàng Y là những chữ như thế nào? Ki, si, mi, ni, chi, vân vân á. Mà phía sau đó là chữ Y, chúng ta sẽ không đọc là ki, i, si, i, ni, chi, i mà sẽ đọc kéo dài thành ki, si, chi. Ví dụ gì đây ạ? À, là hoshi, chứ không phải là hoshi i mà là gì? Hoshi, hoshi. Hay như gì đây? Không phải là chi i sai mà sẽ đọc thành chi sai, chi sai. Trường âm của hàng A là A, trường âm của hàng Y là Y, vậy trường âm của hàng Ư, à, cũng sẽ là gì ạ? Ư nha. Tức là sao? Tức là sau những cái chữ thuộc hàng ư như là cư, phư, mư, gư, vân vân á, mà gì ạ? Có chữ ư ở đằng sau chúng ta sẽ không đọc là cư ư, mư ư, phư ư mà sẽ đọc kéo dài chúng ra. Ví dụ,
Từ này không đọc là cư ư kỳ mà sẽ đọc thành cư kỳ, cư kỳ. Hay gì đấy ạ? À, diu diu cũng phải thuộc hàng ư không có nhớ. Ya diu yo diu cũng là thuộc hàng ư đấy. Đọc hơi đặc biệt một chút thôi. Sau chữ diu này mà có chữ ư chúng ta cũng không đọc là diu ư mà sẽ kéo dài ra thành gì ạ? Diu nhá. Vậy đọc từ này thành diu bin, diu bin. Dễ hình dung chưa ạ? Trường âm của hàng a là a. Trường âm hàng y là y, trường âm hàng ư là ư, tức là cứ sau các gì ở chữ cái gần hàng a mà có a đằng sau thì kéo dài, chúng ra sau hàng y mà là y cũng kéo dài và ư thì cũng gì ở kéo dài ra như vậy nhá, đơn giản cực kỳ ạ. Tiếp tục, nếu như vậy thì em đoán này đúng không, cô cho em đoán này, thế thì trường âm của hàng e cũng sẽ là e đúng không ạ? À, trường âm của hàng E đúng là có hàng E nhưng mà chúng không xuất hiện nhiều. Chúng ta có này, ví dụ như chỉ có hay gặp mấy cái từ này thôi như là chữ E. E nghĩa là ừ ấy, hoặc Onee-san. Onee-san là chị gái thì chúng ta cũng sẽ đọc E và Ne như vậy nhưng đó là số rất là ít. Còn á, trường âm chính của hàng E lại là chữ y cơ. Đặc biệt không ạ? Trường âm của hàng e lại là chữ y nhá. Là sao? Là nếu như sau các chữ cái thuộc hàng e như là kê, xê, mê, hê vân vân mà sau đó là một chữ y, chúng ta sẽ không đọc là kê, y, xê, y, mê, y hay không đọc là cây, xây, mây mà chúng ta sẽ kéo dài thành kê, xê, mê. Ví dụ này, từ này có những chữ nào đây? Me, y và si. Chúng ta không đọc là me, y, si. Không đọc là mây, si. Mà chúng ta sẽ đọc là me, si. Chỉ kéo dài chữ me thôi. Me, si. Me, si. Tương tự một từ rất quen thuộc mà các bạn sẽ gọi mình như vậy. Đó chính là chữ gì đây ạ? Sensei. Sensei. Thì chúng ta có ci. Không đọc nhưng không phải là sensei. Mà sẽ đọc kéo dài thành sensei. Sensei. Nhớ nhá, trường âm của hàng e lại là chữ gì cơ? Y, tức là cứ sau gì ạ? Sau bất cứ chữ cái nào của hàng e mà là chữ y thì chỉ cần gì ạ? Đọc kéo dài cái chữ đấy ra là xong. Tương tự với hàng o, chúng ta cũng có phụ âm của hàng o sẽ là o nhưng mà không có nhiều. Ví dụ chỉ có trong chữ này là gì đây ạ? Ooki. Kể cả đọc nhanh trong tự đọc được thôi. Ooki, 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 ooki. Kéo dài ra nhưng mà rất là ít từ như vậy, không có quá nhiều. Còn trường âm chính của hàng O lại là chữ gì đoán đi nào? À, sẽ là chữ ư nha. Trường âm chính của hàng O lại là chữ ư. Tức là sao? Nếu như sau các chữ cái thuộc hàng O như cô, go, hô, mô mà là chữ ư thì chúng ta sẽ không đọc là cô ư, go ư, mô ư mà sẽ đọc là gì ạ? À? Cô, mô, go. Nhớ mẹo này, ví dụ chúng ta có chữ go và chữ ư. Go và ư tưởng tượng ra này, chúng ta nhiều khi viết như vậy chúng ta sẽ tưởng tượng đọc thành go. À không, chúng ta là loài người, chúng ta không nói tiếng con y nữ đúng không? Chúng ta không nói câu mà là gì? Go, go. Nhắc lại lần nữa nhá, là gì? Trường âm của hàng O lại là gì cơ? Chữ ư là chính cơ nhá, và cũng là nhiều nhất quả đất luôn trong tất cả các loại trường âm trong tiếng Nhật. Đa phần chúng ta sẽ chủ yếu gặp trường âm này, tức là sau O là ư. Ví dụ nào, chữ này đọc là gì đây ạ? À? Có đọc là bô ư si không? Mà đọc là, à, kéo dài chữ bô ra thôi thành bô si, bô si. Bô si là cái mũ, hay như chữ gì đây? À, ưn đô ư à? À không, đọc là gì nhỉ? Ưn đô, ưn đô. Chú ý một mẹo là nếu như mà trong bài hát thì đôi khi cái chữ ư người ta sẽ đọc sang thành chữ ô, ô, kiểu như là kéo dài trường âm của ô ấy mà, để nó hát cho nó dễ hơn. Ví dụ như là arigato thì là arigato nhưng mà thành arigato te.
Đại khái là kiểu như vậy. Thì khi hát ta cũng để ý nha, bao giờ sau này dành hơn mình sẽ làm các clip học tiếng Nhật qua bài hát thì mình sẽ hướng dẫn chi tiết hơn cái cách đọc của phần ố này, à của trường âm ư này nhá. Một lần nữa nốt lại là trường âm của hàm ô là chữ gì ạ? Ư đúng không? Bo chi này, ưn đô đó. Vậy chúng ta cùng nhập lại toàn bộ các quy tắc tạo trường âm nào. Đầu tiên chúng ta sẽ có trường âm của hàng A sẽ là cộng với chữ gì? A. Trường âm của hàng Y là cộng Y. Trường âm của hàng Ư là cộng Ư. Ba cái này dễ quá rồi. Còn trường âm của hàng E cũng có cộng E nhưng rất là ít thôi. Còn chính của nó là chữ gì? Chữ gì? Chữ gì? Chữ gì nhỉ? À nhớ mẹo chữ sen xe á. À không đọc là sen xe Y mà đọc là sen xe đúng không? Vậy là gì? Trường âm của hàng E là Y. Còn trường âm của hàng O vừa tụng kinh liên hồi từ nãy mà không nhớ thì thôi, này là chữ gì nhỉ? À là chữ Ư. Nhớ nhá, E lại là Y, O là Ư thì mới thành trường âm. Hiểu chưa? Test biết ngay đúng không? Thử đọc cho mình các từ vựng sau đây là các từ vựng chứa trường âm nào. Chữ đầu tiên mình đọc như sau. Yo uji đúng không? Yo uji. À, chigaimasu nè, sai rồi. Phải là gì nhỉ? Kéo dài ra thôi. Vì sau ô là ư là trường âm rồi. Vậy chỉ cần đọc là gì nhỉ? Yoji. Yoji. Chữ thứ hai là gì ạ? À, dễ rồi, là gì nhỉ? À, ureshi. Kéo dài nhá, đọc cho chuẩn mà đừng có ureshi không. Ureshi. Ureshi. Vui quá, thích quá. Ureshi. Chữ số 3 mình hỏi đã nhá. Đố các bạn biết chữ này có mấy trường âm? Nhìn kỹ nào. Mấy nhỉ? Một thôi đúng không? Phải không ạ? À, chigaimasu. Sai rồi, có hai trường âm cơ. Là gì nhỉ? À, chúng ta có chữ gì kia? Sau chữ yu có chữ ư, vậy là trường âm thứ nhất rồi này. Sau chữ me là có chữ y là trường âm thứ hai. Vậy đọc ngân gì thôi là xong. Hai chữ yu chữ me ra là xong, thành yu me, yu me. Ok, lại cắt cái phiên âm đi nhá, để các bạn đọc không phụ thuộc vào phiên âm Latin nữa, không phụ thuộc phiên âm Roma gì nữa. Đọc cho mình các từ sau đây nào. Từ này đọc là, à có mấy trường âm nhỉ? Ai hai trường âm cho tay? Không nhìn thấy tay đâu cả. Nhưng đại khái là có phải hai trường âm không? Không đúng không, mà là một trường âm thôi. Vì chữ gì kia ra với y chỉ đọc là gì thôi, dai thôi, có phải trường âm đâu ạ. Vậy chúng ta chỉ ngân một trường âm đầu tiên là gì ạ? À, kê dai. Kê dai là kinh tế. Kê dai. Tiếp theo là đọc như nào đây? À là cô tư. Cô tư có mấy trường âm ạ? À? Hai trường âm đúng không? Cô tư. Thế còn từ này nghe xem mình đọc đúng hay sai nhá. Hikoki. Hikoki đúng không? Lần nữa nhá. Hikoki. Đúng không ạ? Sai rồi đúng không ạ? Thế lần này thì sao nhỉ? Hikoki. Hikoki. À lại càng sai. Thế như nào mới đúng? Chúng ta có đúng phải là à hikoki. Hikoki. Cái lần đầu tiên mình phát âm ấy mình đọc là hikoki, tức là mình đánh hai trường âm là cả sau chữ hi cũng có và chữ cô cũng có. Thực tế chỉ có ở đâu thôi chữ cô thôi nên phải đọc đúng là gì nhỉ? Hikoki. Hikoki. Hikoki có nghĩa là máy bay. Chữ này thì sao? Kết hợp cả với gì đây ạ? À? Với âm ngắt đúng không? Âm ngắt là gì kia? Gạc thì đúng không ạ? Còn trường âm ở chữ cô đọc là gạc cô. Gạc cô. Thế còn chữ này đọc như nào? À ta có là gì ạ? Đô bụt chữ. Đô bụt chữ. Nhớ chữ bụt chữ cũng nối liền với nhau nha. Đô bụt chữ. Và cuối cùng là gì ạ? Rezoko.
Rê, rô, cổ, hai trường âm đúng không ạ? Rê, rô, cổ. Rát hết cả cổ rồi, chúng ta đi vào phần cuối cùng nhá. Chúng ta sang phần âm ghép. Âm ghép thực ra thì không phải phần mới vì chúng ta đã học từ gì ạ? Video số 2 rồi. Tuy nhiên là khi nào chúng ta chưa thử ghép với từ vựng để đọc hay ra sao thôi. Bây giờ chúng ta cùng nhau đọc thử nào. Isha. Isha là bác sĩ trong tiếng Nhật. Chú ý chữ sha không phải là sa nhá, không phải isa mà là isha. Isha. Hay ryori. Ryori. Shippatsu. Shippatsu. À, chúng ta để ý là gì đây thôi? Chúng ta có âm ghép đã học từ video trước. Còn hôm nay là chúng ta có thể là gì nhỉ? Mở rộng là đi kèm âm ghép với cả trường âm, hay là với âm ngắt, hay là với chữ ừn đọc thế nào. Chúng ta chỉ cần luyện với nhau thôi. Vậy cùng mình đọc các từ sau đây cho quen nhé. Đầu tiên từ này thì đơn giản rồi, chúng ta cứ đọc bình thường thôi. Chỉ cần bạn đọc đúng chuẩn cách phát âm của âm ghép là được. Là gì nhỉ? Nghe thử mình đọc xem đúng không nhá. Di sộ. Di sộ phải không? À sai rồi, phải là gì nhỉ? Sộ cơ, không phải là sộ mà là sộ. Di sộ. Di sộ. Nhớ đọc chuẩn phát âm thì mới nghe đúng từ được nhá. Di sộ. Di sộ. Từ tiếp theo chúng ta có âm ghép và ghép với cả chữ ừn xem nào. Chúng ta có chữ gì đây? Âm ghép đặc biệt là chữ gì ạ? Cha. Cha. Cha với cả ừn thì đọc là gì thôi? Chan bình thường vậy thôi, vậy đọc là chan tổ. Chan tổ. Còn từ này là âm ghép đi với trường âm. Chúng ta có âm ghép thì cũng chỉ là kia, kiu, kyo chẳng hạn. Thì kia vẫn là hàng gì ạ? A. Q là hàng ư, vậy nếu sau hàng Q siêu miu riu giu ấy mà có chữ ư thì chúng ta làm gì nhỉ? Ngân nó kéo dài ra, vậy là gì thôi? À, Q ri. Q ri, không đọc là Q ư ri mà đọc là Q ri. Q ri. Vậy tương tự phần hướng dẫn vừa rồi, chúng ta sẽ bỏ chữ Latin đi, hãy đọc cho mình các từ sau đây. Từ này đọc là gì nhỉ? À, đọc bình thường thôi là gì ạ? Kyonen. Kyo nen. Chú ý không đọc là kyo nen, bởi vì kyo nen sẽ có trường âm, chúng ta chỉ đọc là gì thôi? Kyo nen. Kyo nen là năm ngoái. Rất nhiều bạn đọc sai từ này, toàn đọc là kyo nen là sai, phải là kyo nen. Kyo nen là năm ngoái nha. Từ tiếp theo đọc là gì ạ? Chữ ư, chữ chiu, chiu mà có ư đằng sau cũng kéo gì ạ? Kéo dài ra thôi là ư chiu. Ư chiu. Ư chiu là vũ trụ. Hay từ này là gì nhỉ? À, chúng ta có chữ sho đúng không? Sho thuộc hàng O. Vậy nếu sau hàng O có chữ ư thì chúng ta đọc như thế nào? Có phải là sâu không hay là sô sho ư? À, đọc là gì nhỉ? Sho kéo dài ra thôi. Sho. Sho cái. Sho cái. Tương tự tự mình đọc các chữ sau đây đi nào. Chữ gì đây ạ? Bạn cố gắng đọc trước khi mình đọc ra đi. Là gì nhỉ? À là riu. Riu nghĩa là con rồng. Thế còn từ này đọc như nào ạ? Là à bioin. Bioin nghĩa là bệnh viện. Bioin. Từ cuối cùng này chắc các bạn sẽ thấy hơi khó đọc một chút. Đầu tiên chúng ta phân tích nhá, âm ngắt trước nào. Chúng ta có ha cộng gì kia? Pờ pờ đúng không? Pờ pờ a, vậy là gì? Chúng ta có là hạp. Hạp đã nhớ đúng không ạ? Tiếp này, pia, chữ pia đúng không? Pia. Vậy là hạp pia cử. Chữ pia với cư nổ một chút đi. Hạp pia cử. Hạp pia cử. Đọc lại này. Hạp pia cử. Hạp pia cử nghĩa là 800. Bao giờ có bài số đếm hàng trăm thì các bạn sẽ thấy dễ đọc hơn. Xong, bây giờ chúng ta đã học hết tất cả các cái phần quy tắc ghép chữ cái của phần hiragana rồi. Tức là bây giờ các bạn có thể đọc được bất cứ từ vựng nào viết bằng hiragana. Tất nhiên chỉ là tập luyện để cho quen và phản xạ nhanh hơn thôi.
Vì là video thời lượng có hạn và sức người là mình cũng có hạn, cho nên mình không giúp bạn luyện tập được quá nhiều ở video này nữa. Thì các bạn hãy về nhà tìm các cái tài liệu liên quan đến từ vựng và tập đọc. Cứ có chữ cái tiếng Nhật, từ vựng tiếng Nhật viết bằng chữ Hiragana thì cứ tập đọc nó lên nha, và nghe theo phát âm nữa. Có rất là nhiều phần mềm có thể giúp bạn luyện đọc như vậy. Ngoài ra thì các bạn cũng nên mua sẵn cái bộ sách Minon Nihongo ấy, mình sẽ giới thiệu sau đó sau. Thì nếu bạn nào biết trước rồi thì hãy mua cái cuốn từ vựng trước đi. Chúng ta sẽ mở cuốn từ vựng đó ra và tập đọc tất cả các từ vựng viết bằng Hiragana trước, để chúng ta luyện đọc và cũng là để nhẩm nhớ dần từ vựng luôn. Nhớ nhé, ôn luyện toàn bộ các kiến thức trong 3 video đã học, sau đó là tập đọc này, luyện nghe này, luyện viết tất cả các từ vựng bằng Hiragana nha. Mình cũng có soạn một chút ít tài liệu để các bạn luyện đọc và bài test về phần ghép chữ này. Thì các bạn nào mà có nhu cầu thì hãy để lại cái địa chỉ Gmail ở dưới, thì bên admin của bên mình sẽ gửi cho các bạn qua mail để lấy thông tin cho dễ dàng nha. Bạn cũng có thể truy cập vào fanpage học tiếng Nhật cô Lam hoặc là website tiengnhatcolam.vn để liên hệ, hoặc thậm chí là gọi điện đến số hotline để được trợ giúp bất cứ vấn đề nào các bạn thắc mắc, hoặc là comment ý kiến về bài học của các bạn, thấy chỗ nào cần sửa đổi hay là bổ sung như thế nào thì cứ góp ý cho bên mình để mình có thể được ra được các video mà nó đạt chất lượng cao hơn nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã ủng hộ theo dõi video và chăm chú học từ đầu video đến giờ. Rất là mong có thể giúp được các bạn phần nào trong cái việc học tiếng Nhật vất vả này, dù các bạn có học ở nhà hay học ở đâu chăng nữa. Thật sự rất là cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau nha. Nhớ học kỹ các cái mình đã dặn nhé. Hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.